Những fan girl may mắn nhất khi thăng cấp từ fan ruột thành nóc nhà của các ca sĩ Việt. Đối với một fan girl, ai cũng đã từng ước ao được thành đôi với thần tượng của mình. Điều này được cho là khá viển vông và chỉ có trên phim ảnh. Thế nhưng không ngờ rằng đã có rất nhiều fan nữ thành công khi chinh phục được ngôi sao mình mến mộ. Họ đã kết hôn và gây dựng một gia đình hạnh phúc. Yến Phương, vợ Lam Trường. Từ lúc mà bắt đầu lấy chồng á, không phải nói là lấy một cái người nổi tiếng biết quen và lấy một cái người nổi tiếng là có lẽ mẹ em là người khổ nhất. Yến Phương được biết đến là người vợ hiện tại của Lam Trường sau một lần anh đổ vỡ trong hôn nhân. Câu chuyện tình yêu giữa anh hai và vợ kém 17 tuổi cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì đẹp như trên phim. Hơn 21 năm trước, Lam Trường đã bế và chụp ảnh cùng một fan nhí trong một lần đi diễn ở Sài Gòn. Thời điểm đó, sau khi giọng ca Cathy Cathy hát xong, anh đã xuống giao lưu cùng khán giả. Lúc này có một bé gái chừng 5 tuổi đã nặng nặc đòi mẹ để được đến chụp ảnh với chú Trường. Không ai ngờ, cô bé được Lam Trường bế trong bức ảnh ngày đó là Yến Phương. Sau này khi trưởng thành, cô vô tình gặp gỡ và kết hôn với thần tượng thời thơ ấu của mình. Mối lương duyên giữa cặp đôi thần tượng, người hâm mộ này nhiều lần khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Trước đây chính Lam Trường cũng không hề biết điều này, phải cho đến khi vợ anh kể và cho xem lại bức ảnh định mệnh ngày ấy. Trâm Anh, vợ Jotati. Cháu giờ thấy là hứa hẹn một cái điều gì đấy. Thì đấy, thì mình phải... phải dứt khoát quan điểm như thế. Trâm Anh từng là một nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng bước ra từ trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng với bức ảnh mặc áo dài dự lễ bế giảng, cô chinh phục không ít người đối diện với vẻ ngoài xinh đẹp trong trẻo được ví như bản sao của Yuna SNSD. Cô cũng không ngại khi tiết lộ chuyện tình yêu với Jotati ở thời điểm mình được chú ý nhất. Theo đó, cựu hot girl Hà Thành đã gặp gỡ Jotati tại một sự kiện và trở thành fan ruột của nam rapper này. Sau khi công khai chuyện hẹn hò, cặp đôi này gây chú ý khi thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ, hành động tình tứ mỗi khi sánh đôi trước đám đông. Khi Jotati quyết định nam tiến để phát triển sự nghiệp, Trâm Anh làm công việc kinh doanh và đứng đằng sau ủng hộ bạn trai theo đuổi đam mê. Năm 2018, hành trình 5 năm tìm hiểu của cặp đôi thần tượng idol này đã kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Tính đến hiện tại, tổ ấm của họ đã hạnh phúc khi đã đủ nếp đủ tẻ. Thu Hương, vợ Lâm Chấn Huy. Đi đến một mình chỗ của em thôi. Em cũng không hiểu sao, như cấp duyên số trời định vậy ra là em đi thẳng xuống, em bắt khiến đi. Em bắt tay. Chào mẹ, xong rồi bắt tay em. Thu Hương, cô gái quê gốc Bình Phước cũng là một trong những fan girl may mắn nên duyên cùng thần tượng. Được biết, cô là một người hâm mộ của Lâm Chấn Huy và cả hai đã lần đầu gặp gỡ khi nam ca sĩ có dịp về Bình Phước biểu diễn. Thời điểm đó, Thu Hương dù chỉ mới lớp 7 nhưng đã rất mến mộ giọng ca nổi tiếng của miền Tây. Đến 10 năm sau đó, Thu Hương được một người bạn trong fan club nhờ đi quay MV cho nam ca sĩ. Ban đầu cô không đồng ý nhưng nghe rằng quay clip cho Lâm Chấn Huy, cô gật đầu cái rụp. Thời điểm đó, khi được gặp lại thần tượng của mình ở 10 năm trước, Thu Hương không khỏi vui sướng và xao xuyến. Thậm chí, cô nàng fan kém 13 tuổi còn khiến Lâm Chấn Huy có cảm giác và suy nghĩ đây chính là vợ tương lai của mình. Kể từ đó, nam ca sĩ chủ động theo đuổi fan của mình. Họ hẹn hò được một thời gian và chính thức về chung một nhà vào tháng 9 năm 2018. Tháng 3 năm 2019, cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng, trở thành vợ của ca sĩ mình thần tượng. Thậm chí, ba fan girl trên đây còn may mắn hơn nữa khi gây dựng một tổ ấm hạnh phúc với đối phương. Chứng kiến những cuộc hôn nhân này, khán giả không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.